Đi vào cõi âm. Ngày xưa ngày xưa, tại một đất nước xa xôi, có một chàng trai trẻ tên là Aladdin, mồ côi cha từ nhỏ. Chàng và mẹ sống nhờ vào tiệm may nhỏ trong khu chợ. Cháu là Aladdin có phải không? Dạ, chú là... Vậy là đúng cháu rồi. Ta là anh em với cha cháu đây. Ta đi tìm gia đình cháu đã bấy lâu nay. Thật may giờ đã được gặp cháu. Dạ, khi còn sống ba cháu cũng từng nhắc tới có người anh em sống xa quê. Đúng vậy, chính là ta đây. Hôm nay ta đến đây, muốn đưa cháu tới một kho báu bí mật. Ngay bây giờ, cháu hãy theo ta. Kho báu bí mật ư chú? Nhưng mẹ cháu vừa ra ngoài rồi, đợi một lát mẹ cháu về rồi chúng ta đi được không ạ? Cháu cứ đóng cửa tiệm lại, chúng ta nên đi càng sớm càng tốt, kẻo lỡ việc, phải qua sa mạc nữa. Tới rồi đấy cháu của ta, bây giờ để vào được kho báu, cháu phải tuyệt đối làm theo những gì ta nói. Dạ thưa chú. Chú không phải người thường. Có gì đâu, mở cửa hang thôi mà. Cửa hang nhỏ này chỉ có cháu qua được thôi. Bây giờ cháu hãy vào trong. Ở đó sẽ có những bậc thang dẫn tới một khu vườn. Cháu không được hai thứ gì ở đó, mà phải đi thẳng tới cuối vườn có đặt một cây đèn cổ. Việc của cháu là lấy đèn đó mang ra đưa cho ta. Cầm lấy chiếc nhẫn này, nó sẽ bảo vệ cho cháu. Không có gì đáng sợ cả. Nào, mau vào đi. Vào nhanh đi nào chàng trai, lấy cây đèn ra đây. Mình chưa từng thấy một vườn trái cây nào kỳ lạ thế này. Quả của chúng toàn bằng châu báu quý. Sao chú ấy lại muốn lấy mỗi cây đèn cổ cũ kỹ này? Trong khi xung quanh toàn ngọc ngà, châu báu, mình phải lấy mấy món về tặng mẹ mới được. Mau ném cây đèn ra ngoài cho ta. Cháu không lên được, làm ơn cứu cháu. Hang sắp sập rồi. Ném cây đèn ra, ta cần cây đèn. Không, cứu cháu với. Mở cửa hang cho cháu với. Mở cửa cho cháu. Hừ, nhãi vô tích sự. Cửa hang sẽ không được mở ra lần nữa đâu. Nhà ngươi làm hỏng hết kế hoạch của ta rồi. Hãy ở đó mà chịu chết đi. Cứu tôi với. Ông hãm hại tôi. Thưa ngài, tôi là nhẫn thần, là nô lệ của ngài. Tôi có thể giúp gì cho ngài? Tôi muốn về nhà. Hãy cứu tôi ra khỏi đây. Trời ơi, con đi đâu mà mãi giờ này mới về? Mẹ đã đi tìm con khắp cả chợ. Mẹ, con tưởng rằng không thể trở về với mẹ nữa kia. Cây đèn đó đây này mẹ. Mẹ xem có còn dùng được nữa không? Cây đèn quá cũ rồi. Để mẹ cọ sạch xem nào. Thưa chủ nhân, tôi là nô lệ của người, vì người có chiếc đèn. Xin hãy cho tôi biết người cần gì. Mong ước của người chính là mệnh lệnh cho tôi. Mẹ con tôi đang đói, chúng tôi muốn một bữa cơm thịnh soạn. Tuân lệnh chủ nhân. Đúng là cây đèn thần kỳ. Chúng ta đã có báu vật có thể biến tất cả điều ước thành hiện thực rồi mẹ ơi. Một ngày, Aladdin nhìn thấy công chúa của vương quốc khi nàng đi kiệu trong thành. Sắc đẹp của nàng đã khiến Aladdin mê đắm. Sao cơ, con muốn mẹ đi hỏi cưới công chúa cho con à? Chuyện đó hoang đường quá con trai à. Gia cảnh nhà ta... Mẹ ơi, mẹ hãy mang theo số hoa quả bằng châu báu lần trước con mang về tới cung tiến vua và hỏi cưới nàng cho con. Con tin là nhà vua sẽ phải để tâm đấy ạ. Quả là ta chưa nhìn thấy châu báu nào quý hiếm thế này. Con trai bà hẳn phải là một chàng trai giỏi. Có một thanh niên ưu tú thế này trong vương quốc mà sao ta không biết tới nhỉ? Ngày mai, đích thân ta và công chúa sẽ tới thăm nhà bà. Dạ, chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp người. Con ơi, nhà cửa của chúng ta đơn sơ thế này, sao có thể đón tiếp nhà vua và công chúa? Chưa nói đến việc hôm qua mẹ đã bạo gan làm theo mong muốn của con, đó là hỏi cưới công chúa. Mẹ quên mất là chúng ta còn có đèn thần ạ. Mọi việc sẽ ổn thôi mẹ à. Lần này mẹ hãy để con tự đến gặp nhà vua. Khá lắm thần đèn. Giờ hãy cho ta một bộ trang phục hoàng gia
và một con bạch mã đẹp để ta vào điện diện kiến vua và công chúa. Vâng, thưa chủ nhân. Nhà vua rất hài lòng với sự xuất hiện của Aladdin tại cung điện của mình. Công chúa cũng đã bén duyên chàng ngay cái nhìn đầu tiên. Aladdin sau đó trở thành phò mã của vương quốc và cùng công chúa sống rất hạnh phúc. Ta sẽ lấy lại tất cả những gì mà nhà ngươi đang có. Cơ hội đến rồi. Ai đổi đèn cũ lấy đèn mới không? Aladdin sẽ rất vui nếu mình đổi chiếc đèn của chàng lấy chiếc đèn mới. Chiếc đèn của chàng đã cũ kỹ lắm rồi. Cảm ơn ông. Xin chào chủ nhân, tôi là nô lệ của ngài vì ngài có chiếc đèn. Xin hãy nói mong muốn của mình. Cuối cùng thì ngươi cũng về tay ta rồi. Mau rời cung điện này và tất nhiên rồi, cả nàng công chúa xinh đẹp này nữa đến một nơi thật xa cho ta. Càng xa càng tốt, nơi mà không có ai có thể lui tới. Tuân lệnh chủ nhân. Trời ơi, công chúa và cung điện của ta, làm thế nào bây giờ? Thưa chủ nhân, thần đèn mạnh hơn tôi rất nhiều, nên tôi không thể đưa cung điện và công chúa về đây. Nhưng tôi sẽ giúp ngài tới chỗ công chúa. Tất cả là do lỗi của em. Nàng hãy bình tĩnh, ta đến đây rồi. Giờ nàng chỉ cần làm theo những gì ta nói thôi. Chúng ta sẽ thoát khỏi lão phù thủy. Cuối cùng thì nàng đã chịu chiều ta. Phải thế chứ? Tốt lắm, tốt lắm. Chủ nhân, tôi xin sẵn sàng nhận mệnh lệnh của người. Hãy chuyển cung điện về nơi cũ cho ta và để lão phù thủy kia ở lại vùng đất hoang vu này mãi mãi. Phò mã của chúng ta thật tài giỏi, chàng không chỉ trị được lão phù thủy xấu xa mà còn giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp lên rất nhiều. Với sự trợ giúp của thần đèn, Aladdin đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khổ trong vương quốc và trừng trị những kẻ gian ác. Tiếng thơm của vị vua Aladdin anh minh còn lưu danh hậu thế mãi về sau. Trời đánh tránh miếng ăn. Đã diệt trừ được thêm một tên gian ác rồi. Lần này, ông không hành quyết sai người đó chứ? Sai là sai thế nào? Mà cứ nói bừa. Là một người nóng nảy, ông sắm không ít lần xử sai người, sai tội. Vì vậy, hai vợ chồng ông sắm, bà xét thường xảy ra xích mích. Việc ảnh hưởng tới sinh mạng người khác, ông phải cẩn trọng chút chứ. Tôi trăm công ngàn việc, nơi này cầu, nơi kia gọi, tránh làm sao được nhầm lẫn. Mỗi lần ông sấm và bà sét cãi nhau, bầu trời lại một phen vân vũ, đi đoàn sấm sét, khiến nhân gian một phen hốt hoảng. Những ngày mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, cuộc sống chốn nhân gian thanh bình, yên ổn. Nhưng mọi thứ không phải lúc nào cũng dễ dàng, suôn sẻ. Với những người nông dân sống bằng việc đồng áng, mọi trông mong của họ đều đổ dồn vào một vụ mùa bội thu. Thời tiết thì thất thường, khi thuận lợi, có lúc lại khó khăn. Vụ mùa thất bát làm bao gia đình bữa đói bữa no. Cuộc sống phụ thuộc vào thiên nhiên, vì thế mà bấp bênh không ổn định. Bây giờ cha ra đồng, con ở nhà chịu khó chăm sóc mẹ nha. Dạ vâng hả. Nắng quá thì cha về nhà nghỉ cho đỡ mệt nha cha. Mẹ ơi, mẹ uống thuốc cho chóng khỏi ạ. Tội nghiệp con, con nhỏ vậy đã phải chăm sóc cho mẹ. Con lớn rồi mà, nhìn cha mẹ vất vả, con lại chẳng giúp được gì. Con gái mẹ thật ngoan và hiểu chuyện. Để con đi nấu cơm cho cha mẹ ăn nha.
trưa cha về chắc sẽ đói bụng lắm. Hết gạo mất rồi. Còn gạo không con? Dạ vẫn còn mẹ ạ. Thôi chết, nấu được ít cơm quá. Cơm ít như thế này cha mẹ ăn lại không đủ. Có cách rồi. Thật quá đáng mà. Bà xem, con bé kia thật ích kỷ. Nhà thì nghèo, mẹ đang ốm, cha vất vả đi làm. Thế bà nó đã ăn vụng hết cơm trước khi cha mẹ nó ăn. Cô bé đó có gương mặt rất lương thiện mà. Tôi phải bẩm lên Ngọc Hoàng trị tội con bé này mới được. Nè, ông cứ tự tự xem sao đã. Còn xem cái gì nữa, 2 năm rõ 10 vậy rồi. Kẻ bất hiếu phải bị nghiêm trị. Ngươi thật không biết thương cha mẹ khó khăn, nhẫn tâm dành hết miếng ngon về mình trước. Ngươi đã lén ăn vụng hết cơm dưới bếp, không màng tới mẹ đang ốm, cha vất vả làm đồng. Hôm nay ta sẽ trừng phạt nhà ngươi. Thần Sấm, xin dừng tay. Thưa thần Sấm, lúc con tôi vốn là đứa trẻ ngoan, hôm nay do còn non dại đã có hành vi sai lầm, lệnh trời tôi không dám cãi cự. Chỉ xin thần cho cha mẹ, con cái chúng tôi cùng ăn một bữa cơm cuối cùng thôi. Thôi được, để ngươi là người lương thiện, ta sẽ cho gia đình các ngươi được ăn một bữa cơm cuối cùng bên nhau. 3 canh giờ nữa ta sẽ quay lại trừng phạt con bé này. Búp bà, chuyện thần Sấm vừa nói là thế nào hả con? Con không phải con tham miếng ăn đâu cha. Được rồi, cha biết búp là cô bé ngoan mà. Đúng rồi, mất của mẹ. Con nấu cơm trưa thì trong bồn hết gạo. Con nghĩ cha mẹ thấy ít nhất định sẽ nhường cho con. Mất công cha mẹ lại đói nên con đã hấp hết nước cơm cho nó. Tới bữa không cần phải ăn nữa. Búp bà, con gái. Đàn ông trụ cột gia đình mà không lo cho vợ cho con đủ cái ăn, tôi đáng bị trừng phạt mà. Không cha ơi, cha ngày nào cũng vất vả ngoài đồng mà. Thôi, hai mẹ con ăn cơm đi. Lát nữa Sắm tới, lúc đó cha sẽ xin thần trừng phạt cha mà tha cho con. Không, hãy để tôi chịu tội. Tôi ốm yếu, sống chỉ thêm gánh nặng cho 2 cha con mà thôi. Cha mẹ ơi, lỗi là của con mà. Vậy thì chúng ta sẽ xin thần Sấm trừng phạt tất cả đi, để gia đình mình cùng chết, cùng được bên nhau dưới suối vàng nha. Đó, ông thấy chưa, lúc nào cũng nóng nảy à. Thì tôi cũng đã cho họ thêm 3 canh giờ chứ đã hành hình đâu. Ông thấy không, người cha kia chỉ là một nông dân nhưng rất cẩn trọng. Chuyện lớn xảy ra, ông không vội trách móc mà hỏi han, lắng nghe con mình giải bày. Giờ tính sao, không hành hình con bé nữa thì hóa ra tôi sai à. Thật mất mặt mà. Làm sao có thể hành hình một cô bé hiếu thảo như vậy được. Còn chuyện mặt mũi của ông thì... Các người, giờ hành hình đã tới, nhưng lại nhằm trúng giờ ăn, nên ta không thể ra tay. Luật lệ của thiên đình là không hành hình kẻ đang ăn uống. Cảm ơn thần Sấm. Cảm ơn thần Sấm. Cảm ơn thần đã tha mạng. Bà thông minh thật, đã nghĩ ra cớ giúp tôi tha tội cho họ mà không mất mặt. Cái ông này. Câu nói
Trời đánh tránh bữa ăn ra đời từ đó. Câu chuyện cũng là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng đối với cha mẹ khi giáo dục trẻ nhỏ. Không ít các bậc cha mẹ thường vào bữa cơm lại la mắng, phê bình trẻ nhỏ, phá hỏng đi không khí ấm cúng và vui vẻ của bữa cơm gia đình, ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý của các con. Vì vậy, ngày nay thành ngữ trời đánh tránh bữa ăn được dùng để ngụ ý, nhắc nhở người lớn không nên trách mắng trẻ nhỏ trong lúc ăn là vì thế. Sự tích tháp báo ân. Ngày xưa, ngày xưa, ở xã Bình Quân, huyện Cẩm Giàng, có vợ chồng một phú hộ nọ, sinh được mỗi một cô con gái. Cô xinh đẹp nhất làng, tính nết lại dịu dàng, hiền hậu. Nhân nhà cô có nuôi thầy mở lớp dạy chữ, phú hộ cũng cho con gái theo đòi nghiên bút. Cô rất thông minh, học chóng tiến tới, chẳng bao lâu đã thông kinh sách. Nghe tin cô đẹp người, tốt nết lại hay chữ, bọn con trai quanh vùng cũng đã nhiều kẻ đến đòi cưới nàng về làm vợ. Con gái ta phải sánh duyên với người nào văn chương lỗi lạc, chứ về với bọn phàm phu tục tử thì thật uổng phí xuân xanh một đời. Nhưng không ngờ thật là trớ trêu. Trong người cô mang một chứng bệnh mà thầy thuốc đành bó tay, đó là bệnh hủi. Tại sao con lại mắc phải căn bệnh quái ác này chứ? Không sao, dù ai có nói gì, con vẫn là con của ba mẹ mà. Cha, con muốn ra ngoài ở, bệnh của con dễ lây lắm, con không muốn làm khổ cha mẹ nữa. Và thế là phú ông đành phải làm một ngôi nhà bên cạnh đường, nhưng xa làng, để cho cô ở riêng biệt. Một năm sau. May quá, đúng trời mưa to thì mình nhìn thấy căn nhà này, phải xin vào trú tạm qua đêm nay vậy. Có ai ở nhà không? Ai vậy? Tôi là người qua đường, trời mưa to quá, xin cho trú nhờ qua đêm nay. Xin hãy đi kiếm chỗ khác mà trọ, ở đây nhà cửa tôi chật chội không ở được đâu. Tôi là cử nhân họ Trần đi thi hội, vì làng xóm còn quá xa, trời lại mưa to, xin cho tôi ngồi trước hiên chờ trời tạm ráo. Nếu không tiện thì tôi sẽ đi. Chàng vào đi, kẻo mưa lạnh. Bố mẹ đi vắng cả, chỉ có tôi ở nhà, mời chàng trọ lại đây thật là bất tiện. Nhưng nay thấy chàng đi đường mệt nhọc và ướt át, chẳng dám khăng khăng giữ lễ, vậy mời chàng cứ nghỉ lại đây. Đa tạ nàng hết lòng giúp đỡ. Tôi cũng không ngờ nàng lại là kẻ theo nghiệp sách đèn. Chẳng hay nàng là con gái nhà ai, bố mẹ làm gì? Cô gái nói thật tất cả, trừ cái bệnh của mình. Thấy cô học giỏi, anh học trò bèn cùng cô xướng họa. Hai bên đối đáp với nhau đến khuya. Chúng ta dù sao cũng có duyên gặp mặt, ta rất mến nàng. Nếu không chê, nàng có đồng ý làm vợ ta không? Phận thiếp xấu số, không đáng là kẻ nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm vào việc thi cử trước mắt. Một lời vàng đá thề quyết trăm năm, xin nàng hãy chịu khó chờ. Chuyến này dù đổ hay hỏng, ta cũng sẽ cậy người đưa lục lễ đến trước nàng làm vợ. Ta may mắn được chàng thương tới, nhưng chàng đâu có biết ta bệnh hoạn khốn khổ thế này. Nếu chàng mà biết thì ta còn mặt mũi nào, chẳng thà chết quách đi còn hơn. Tuyệt vọng, trong một cơn phẫn chí đến cực độ, nàng bỗng dưng ngất đi, hồn lìa khỏi xác lúc nào không biết. Lại nói chuyện về anh học trò, sau khi giả từ đi luôn mấy ngày mới đến kinh kỳ. Vào trường thi, chàng làm bài rất trôi chảy, nhưng khi vào kỳ cuối, bài văn sách đều đề ra có phần hiểm hóc, làm anh ngậm bút mãi. Thôi chết, mình nhầm đoạn cuối rồi, chết thật. Đã hết giờ thi, xin mời các sĩ tử nộp bài. Lúc quan chủ khảo chấm thi, khi chấm đến bài của anh học trò họ Trần thì... Đoạn đầu thì có vẻ rất tốt, rất hay, nhưng đoạn sau thì lạc đề quá. Ôi, sao thế này? Tự dưng lại cứng hết tay là sao? Lại buồn ngủ nữa chứ. Đây là quyển thi của chồng tôi, xin ngài làm ơn rộng bút cho. Cô là ai và ở đâu? Tôi là con gái họ Nguyễn,
quán xã Bình Quận, huyện Cẩm Giàng, xin thầy hãy vớt cho bài thi của chồng tôi và cho chàng đỗ đạt. Thí sinh này hẳn có âm công gì đây, nên âm hồn theo từ xa để báo, ta cũng không nỡ thẳng tay. Anh đáng lý không được đỗ vì bài văn sách không đạt phần kết, nhưng vì cô gái ấy đã báo mộng nên ta đã châm trước. Linh cảm có điều không hay đã xảy đến với cô gái họ Nguyễn. Chàng họ Trần tức tốc quay lại nơi cũ. Tại sao nàng lại ra đi đường đột như thế? Sao không giữ lời hẹn ước của chúng ta? Vậy là nàng mất sau khi mình đi một ngày. Như thế là hồn nàng đã theo ta đến Kinh Kỳ để giúp ta khỏi bị đánh hỏng bài thi. Mặc dù nàng đã chết, nhưng chàng họ Trần vẫn xin làm rể phú hộ, vì một ngày cũng là nghĩa phu thê. Không lâu sau, người ta thấy một tòa tháp nhỏ được xây lên trước ngôi nhà, có đề nơi an nghỉ của vợ tiến sĩ họ Trần. Sau này, dân chúng quanh vùng gọi tháp ấy là tháp báo ân, để tưởng nhớ công lao của nàng đã giúp chàng trai thuở nào đỗ đạt làm quan. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.